tiền em kiếm được thì em tiêu, anh không liên quan. Bao giờ mà chưa cưới thì là kệ em, đương nhiên là chuyện của em thiệt thôi. Em vẫn muốn tiêu tiền của người yêu em cơ. Hợp lý. Ví dụ nha, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng mà 1 bát kia là em phải trả. Mình đi chơi với nhau mình mới có tình cảm. Còn em là có tình cảm xong mình mới đi chơi với nhau đúng không? Có điểm anh khác. À thế ạ? Ừ. Bây giờ em phải cho anh một lý do để anh ga lăng với em, để anh trả em toàn bộ chi phí. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi em trai. Và mời bạn nữ. Trời ơi, ngồi đi cưng, ngồi đi. Ôi, xinh xắn quá à. Em giới thiệu gì mình đi em trai. Vâng. Xin chào mọi người, xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em rất thích chị Nam Thư từ cái chương trình Quyền Lực Cái Lóng ạ, rất là hâm mộ. Vâng. Cảm ơn bạn. Chào chị nha. Chào cưng. Dạ vâng. Em tự giới thiệu em là Nguyễn Đức Cảnh. Em quê ở Hà Nội, bây giờ đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Và em làm môi giới bất động sản, độc thân, năm nay em 27 tuổi. Em ở Hà Nội luôn? Em Hà Nội luôn, vừa bay vào sáng nay. À, từ Hà Nội bay vào đây? Dạ vâng, dạ em bận hết này. Rồi, cảm ơn em đã lặn lội đường xa vào tới trong Nam để tìm người yêu ha. Cảm ơn Cảnh. Mời bạn gái. Em xin phép gửi lời chào đến chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Chào em. Cùng với bạn chơi ở bên cạnh và toàn bộ khán giả đang tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Em xin giới thiệu họ tên đầy đủ của em là chị Ngân Kỳ. Ngân Kỳ. Dạ vâng ạ. Hiện tại thì em đang làm cho Mercedes-Benz ở Láng Hạ ở Hà Nội ạ. Ồ, vậy là em cũng bay từ Hà Nội vào đây. Dạ vâng. Mới hôm nay em bay chuyến sáng sớm nhất. Ý chà. Em bay chuyến mấy giờ? 5:30 đấy ạ. 5:30. Anh bay chuyến 8:40. Bây giờ mày nói về một chút xíu về mình đi nào. Ưu điểm và khuyết điểm Cảnh là gì? Ưu điểm của em là người chân thành, hướng ngoại, khả năng giao tiếp tốt, khả năng gây thiện cảm tốt, biết lắng nghe. Rồi. Đấy. Điểm yếu là gì? Hơi cầu toàn một tí. Ví dụ như là sửa máy móc, cái là đấu điện vớ vẩn là giật chết. Nên là thôi, những cái khoản gì thì mình nhường cho người khác. Đấy là yếu điểm của em. Coi như nhân viên bán bất động sản này kia cũng lanh lắm ha. Em lanh lợi từ bé rồi, chưa bán em đã lanh sẵn rồi. Này bạn Nam hay ho nhỉ? Hay chứ, em hay ho lắm. Đấy nhỉ? Em hay lắm. Hay ho thế sao ế nhỉ? Thực ra là ế như là do là em xác định khoảng 35 em mới cưới vợ hoặc là 30 tuổi mới có người yêu, thì bây giờ em vẫn đang sớm mà. Còn Ngân Kỳ, em nói về ưu điểm và khuyết điểm bản thân mình nè. Ưu điểm của em thì rất là ít, nhưng mà chắc là khuyết điểm thì khá là nhiều. Em cũng khá là tự tin giao tiếp. Em có cái ưu điểm là em ăn nhiều lắm. Em có thể là ăn 2 bát mì, 2 bát phở. Em ăn 2 bát mì liền, ăn xong ăn 2 bát phở nữa. Không ạ. Tức là ăn đúng một lần 2 bát đấy. Dạ vâng, đúng ạ, em ăn có thể ăn gấp đôi. Gấp đôi thì anh đang ăn đấy. Có nghĩa em ăn 4 bát tổng cộng. Em không sao không, tâm lý phụ nữ bây giờ ai cũng sợ ăn hết, sợ giảm, lúc nào cũng giảm cân, hiểu không? Không sao, cái đó chị nghĩ là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm đâu. Em tiêu tiền rất là tốt đấy. Tiêu tiền tốt. Tiền em kiếm được thì em tiêu, anh không liên quan. Bao giờ mà chưa cưới thì là kệ em, đương nhiên là chuyện của em thiệt thôi. Nhưng mà chưa cưới mà hẹn hò mà yêu nhau, em vẫn muốn tiêu tiền của người yêu em cơ. Hợp lý, hợp lý. Ví dụ nha, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng mà 1 bát kia là em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không, nếu không em sẽ không yêu anh nữa. Thì anh phải trả tiền luôn. Em sẽ không yêu người ký bo với em 1 bát phở đâu. Anh biết là muốn có tình cảm thì phải dựa trên cái gì không? Dựa trên sự chân thành. Không cái thể hiện của anh như thế nào để cho em có tình cảm với anh chứ? Đúng. Thì đấy là em đang tình yêu ích kỷ. Em đang tình yêu ích kỷ. Tình yêu mà vị kỷ đó. Vì người khác thì em sẽ nghĩ khác. Ăn có 3 phát phở mà không phải vị kỷ ạ. Trời đất ơi, ông không ơi. Đó là quan điểm của bọn em nó đang hơi bị lệch một tí. Không lẽ tình yêu sức mẻ từ 3 bát phở? Nhiều khi mình phải nghĩ, ô, lỡ người ta thử lòng mình thì sao? Chưa gì vào ăn 3 bát à, anh trả 2 bát, em trả 1 bát. Ô, thế thì đâu có sức chết tôi chạy đấy. Như thế là không chơi với luôn chị ạ. Bát phở không phải là thiết về kinh tế mà nó thể hiện cái quan điểm sống. Còn cái chuyện mà kêu mời nhau đi xem phim hoặc là 1-2 lần đầu thì ai, có nghĩa là ai trả thẳng được. 700 mua món quà tặng nhau còn được cơ mà. Đúng rồi. Nhưng mà quan điểm nó có khớp nhau để sau này mình cần. Cái bát phở thì vứt bỏ cũng được, quan trọng gì nhưng mà quan điểm nó là quan trọng. Quan điểm gì vậy? Quan điểm mới quan trọng. Quan trọng là mình phải có quan điểm. Rồi, thôi coi như lúc đầu chúng ta chưa hiểu nhau gì bát phở đi. Em đã có mấy mối tình rồi em gái?
Em thì cũng có khá nhiều mối tình rồi. Khá nhiều mối tình hả? Vâng, chắc là khoảng 4-5 người đấy ạ. Mối tình mà mới đây nhất là bao lâu? Mới đây nhất là, thực ra thì nó cũng như là một sự tìm hiểu, chưa hẳn là một mối tình ạ. Mối tình gì là cách đây lâu chưa em? Đợt trước Tết ạ. Mà tình đó rồi. Tình nhẹ thôi. Còn em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là qua Facebook, khoảng 1-2 năm. Mối tình mới đây nè? Gần 4 năm rồi. 4 năm rồi? 4 năm. Mối tình đã kéo dài không? Kéo dài nửa tháng, nửa năm, còn là nửa tháng. Bạn gái tìm người yêu thế nào? Em thì thực ra quan điểm của em về tìm người yêu thì cần một người đàn ông, nếu mà sau này làm chồng ấy thì là sẽ là người chắc chắn là yêu thương mình và biết lo quan tâm chăm sóc cho gia đình mình, là một người đàn ông có trách nhiệm, có lòng tốt, một người đàn ông cao thượng, không tính toán so đo những cái nhỏ nhặt. Ví dụ như bát phở là em nghĩ là cũng hơi có vấn đề một tí. Chắc là ảnh bắt em phải trả. Đấy là em cũng kiểu là em không thích người đàn ông mà kiểu tính toán. Còn nếu mà về mặt công việc thì em cũng muốn một người là có khả năng kiếm tiền, xác định có một công việc để mà lo cho gia đình, lo cho tương lai sau này. Và một người cũng phải biết nghĩ chứ không kiểu ăn chơi lêu lỏng, ba bủng rồi hút thuốc. Em cũng không thích cả nước chè nữa luôn. Có thuốc thuốc không? Em thuốc hút rất ít. Chè rượu chè có không? Chè không uống. Rượu thì nói chung là sinh hoạt nó cũng điều độ nhưng mà không nhiều. Rồi ok. Đó là ý kiến của hai bạn rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi. Em đi với ai tới đây hả Kỳ? Chị ơi, hôm nay thì em bay vào đây một mình thôi ạ. Ừ rồi. Thế chị đại diện người thân em nhé. Dạ vâng. Vâng. Thế còn gì thế bằng. Vâng. Anh trai đi với ai? Em đi một mình. Rồi. Anh sẽ là bên đàn trai. Mỗi người sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Nghe nói bên đàn trai nhà anh đưa con gái nhà tôi đi ăn mà đòi tính toán bắt phở hả anh? Cái đó là quan điểm. Quan điểm như thế nào nè? Thử xem cô ấy có thật lòng sống chung với mình cả cuộc đời hay không. Chúng tôi bảo vệ cái số tiền đó để bảo vệ cho tương lai của con cái chúng tôi, chứ không phải bảo vệ cho một bát phở hay là cô gái ấy. Cái sự mà sống chung cả đời, chia sẻ kinh tế nó không có quy định qua cái bát phở. Ok, trong thời gian đầu tiên tìm hiểu yêu nhau thì tất nhiên con trai phải đóng vai trò hết sức là yêu thương và chiều chuộng phụ nữ. Đó là điều đương nhiên. Chừng nào cả hai xác định ok chúng ta sẽ tới với nhau. Yêu chúng thương ta... là yêu thương, nhưng bát phở là bát phở. Khi nào chúng ta quyết định tới với nhau thì lúc đó ok ngồi xuống kinh tế em làm, nhưng thì anh làm để chia sẻ. Giờ anh nghĩ sao, đi ăn với bạn gái vẫn ghệ quá. Ok, dạ bao nhiêu bát, bát mừng ra. Rồi thôi, rồi em trả 2 bát, em trả 1 bát nha. Như thế là chúng ta sống giả vờ, chúng ta phải sống thật với bản chất sống của mình. Sống thật không chật với lòng. Nếu lúc đầu ơi để anh trả nhưng về đó khi mà lấy nhau rồi thì thôi em trả đi, anh không trả lúc đó mới là đau. Thà lúc đầu lộ nguyên hình, lộ nguyên hình. Cho người ta biết bản chất của mình, sau đó người ta biết rồi người ta càng yêu thương hơn. Còn hơn lúc đầu thôi để anh trả cho. Anh ghét nhất mấy người đàn ông đó nha. Có những người đàn ông chưa bao giờ đưa tiền cho vợ. Có thể hỏi vợ cần cái gì, đưa tiền mua, thậm chí là làm lương 10 triệu, đưa vợ có 2-3 triệu lo toàn bộ ăn uống trong gia đình, cơm áo gạo tiền, 7 triệu người đàn ông có thể sử dụng. Có những người đàn ông như thế. Cũng có nhiều người đàn ông là đưa tiền hết cho vợ. Có, thí dụ như anh. Không, anh cũng có giữ lời hết. Mình phải giữ lời riêng một quỹ cho mình 20%, 30% gì đó để mình ngoại giao, để lo công việc này kia. Nhưng mình nói tóm lại là bản chất có thể lộ ngay từ đầu để cho đối phương hiểu. Nhưng mà khi lộ ra như vậy, tại sao không nghĩ lại ngược một cái điều là cô gái sẽ bỏ chạy thì sao? Ví dụ bản thân em hoặc Kỳ đây là những người phụ nữ tiếp phụ nữ hết sức là hiện đại. Chúng tôi có thể kiếm ra tiền. Chúng tôi thậm chí chúng tôi có thể kiếm ra nhiều tiền nữa là đằng khác. Chúng tôi có thể tự lo bản thân mình, mua nhà, mua xe, tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao đi ăn và đòi hỏi anh lại trả cho em một bát phở? Để coi cái sự chân thành của người đàn ông đó dành cho mình như thế nào ngay từ lúc mới quen nhau. Còn khi lấy nhau về chia sẻ kinh tế với nhau, đó là điều đương nhiên. Và chưa chắc kinh tế ai kiếm nhiều hơn ai. Cô gái đó yêu người đàn ông hay là yêu bát phở? Đàn ông thì yêu bằng mắt, con gái thì yêu bằng tay. Nhưng mà thật sự mới đầu tiên mà dẫn em đi ăn vô mà ngồi ăn 3 bát mà kêu em trả lời 1 bát là em bỏ chạy. Em mất phép. Rồi bây giờ anh với bà mối đã tranh cãi rồi. Vào cái chuyện của em với cô ấy nè. Em vẫn nói là mới lần đầu tiên mà quen nhau đấy, mà hẹn hò thì chắc chắn là mình là người con trai, mình phải trả tiền gì đấy. Nhưng mà ý là cái quan điểm xuyên suốt khi yêu nhau vài năm hoặc khi ở với nhau chẳng hạn, thì là cái chia sẻ về tài chính là điều nên. Chân thành về tài chính nó chỉ là một trong nhiều khía cạnh thể hiện sự chân thành thôi. Anh không hiểu rồi. Trực tiếp vào chất thì nó là quá tầm thường rồi. Em sẽ đối diện với cô gái ấy. Đúng. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Mẫu người ăn phở trả tiền đúng không?
Đầu tiên là em thích mọi người bây giờ rất là chân thành. Rồi. Không chân thành là làm phí thời gian của nhau lắm. Em nói như thế thôi. Nhưng cái trong em tốt hơn như thế thôi. Nhưng em giảm cái hình ảnh cá nhân đi. Rồi. Để cho càng gặp nhau thì càng tiếp xúc thì càng quý. Đấy. Rồi, gì nữa? Cái thứ hai là người hướng ngoại, phụ nữ quan điểm hiện đại. Có yêu cầu gì ngoại hình không? Ngoại hình em nghe cái giọng em thấy là ok rồi. Ok rồi đúng không? Ok rồi. Nói chung là đủ cái tầm để mà hôn được là được khoảng 1m5 trở lên. Đấu khoảng đủ tầm hôn thì bắt ghế lên. Ừ thì nó vất vả các bạn ý thôi. Chúng ta kéo rào đi. Không gian này là của tụi em đó. Bắt đầu câu chuyện là của tụi em. Nào. Xin tặng bạn một quà từ Hà Nội này. Có thể mở quà ra coi có bác phở. Cái phiếu để em coi thử xem nào. Cái cố định à? Rất là đáng yêu ạ. Bật mí là em gái tôi cấp lắm, có 1m69 à. Chưa chắc ai bắt ghế ai đúng không? Rồi. Em cao hơn. Bắt đầu. Trong Phật giáo đấy, thì nó có câu thế này này. Gặp nhau đâu phải tình cờ, mà vô lượng kiếp trực chờ chữ duyên. Đấy, thì mình gặp nhau là một cái duyên rồi. Anh muốn hỏi em là quan điểm của em về tình yêu. Thật ra thì em nghĩ là nếu mà một khi hai người đã yêu nhau ấy, thì chắc chắn là phải có sự thông cảm, đồng cảm với nhau và chia sẻ cùng với nhau. Mình đặt vào vị trí của nhau đúng không? Vâng, đúng rồi. Thấy khó lắm. Nhưng mà dạ, cố gắng khó thôi. Thì mình mới phải đi tìm chứ anh. Con người sinh ra thì cũng không ai hoàn hảo được. Nên là khi yêu nhau thì không nên xét nét quá kỹ. Cái vấn đề nó không nhỏ nhặt, quan trọng, đúng không? Nhỏ nhặt. Mà mình sẽ bỏ qua cho nhau và mình giúp cho nhau tốt hơn và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Anh thấy rất là ấn tượng. Vâng. Anh quan trọng nhất ở người phụ nữ mà anh yêu ấy là anh yêu quý người ta nhất và kỳ vọng nhất ở người phụ nữ của anh là điều gì? Anh kỳ vọng nhất là sự chân thành và phải biết đối nhân xử thế. Một người ta hay sai lầm về tình yêu đấy là người ta chỉ biết là cái cách người yêu mình đối xử với mình đó là trời là bể. Sau này ví dụ như em với anh mà tìm hiểu nhau ấy thì một tuần anh sẽ dành thời gian cho em bao nhiêu ngày? Một tuần thì có thể anh dành được khoảng một ngày. Một ngày em thấy là hơi ít ạ. Một tuần một ngày mà còn ít nữa. Vâng. Em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy đúng không? Em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy nhưng mà em có thể xin phép ra ngoài để hẹn hò cùng anh. Yêu nhau mà một tuần mới gặp nhau một lần thì buồn lắm. À không, yêu nhau thì khác. Nhưng bây giờ là mình trong giai đoạn kể cả hẹn hò. Thì là theo em tần suất là mấy lần một tuần thì nó hợp lý? Em nghĩ là một tuần phải 3 lần. 3 lần, 3 2 là 6. Nhưng cái gì mà lên 2 thành 6 không tính, nói? Tính phở đây chị. À tính phở. Trời ơi là trời, tôi khổ quá tình yêu bắt phở này. Thì bây giờ em muốn 3 đúng không? Anh muốn 1 thì cộng vào chia ra. Đấy là khoảng là 2 lần một ngày. Cộng 3 cộng 1 10 ngọt đó. Thôi ok, 2 lần một ngày cũng được. Tần suất thì hợp lý đấy. Bây giờ anh thích cái vụ này nè. Cho tụi em thêm 2 phút tranh luận về cái 3 tô phở đó. Em hỏi anh tại sao anh đi hẹn hò với em. Bây giờ em ăn 2 tô phở, anh ăn 1 tô phở. Xong anh bảo là anh chỉ thanh toán tiền 2 tô phở và 1 tô phở anh không thanh toán. Ngược lại vì sao anh lại trả cho em? Đúng ra đấy, anh chỉ trả cái bát giữa rồi đấy. Cái 2 bát là cái ga lăng rồi. Thế em hỏi anh. Bây giờ nhá, anh với em mới quen đúng không? Đúng đã tạo ra ấn tượng gì chưa? Dạ. Đã vì nhau được cái gì chưa? Anh ơi, nếu không có cái ấn tượng tại sao anh lại hẹn hò em đi chơi và sao em lại đi với anh? Nếu mà không có tình cảm, không có ấn tượng với nhau thì em đi ăn phở với anh làm gì? Em đi ăn phở với người mà em có ấn tượng chứ, cả anh cũng thế mà. Đấy là em hơi duy tâm, còn anh duy vật đấy. Mình đi chơi với nhau mình mới có tình cảm. Còn em là có tình cảm xong mình mới đi chơi với nhau đúng không? Có điều anh khác. À thế ạ? À? Bây giờ em phải cho anh một lý do để anh ga lăng với em, để anh trả em toàn bộ chi phí. Bây giờ gọi có 3 bát phở thôi, có cứ cho lại em ăn nhiều hơn anh đi. Nhưng mà em thấy chả có cái cớ gì mà anh lại chỉ trả tiền 2 bát phở. Còn là 1 bát phở, là em trả tiền. Thế cái sao gì? Thế sao anh không bảo là anh chỉ trả tiền 1 bát phở thôi? Còn 2 bát phở đấy em ăn là em trả đi. Anh cần gì anh phải trả cho em 1 bát phở làm gì? Cái thứ nhất là anh chưa từng nói là anh sẽ trả 2 bát phở, bắt em trả 1 bát. Ví dụ nhá, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng 1 bát kia em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không. Anh không yêu cầu em phải trả. Nhưng mà anh nói anh tôn trọng những người phụ nữ mà khi đã làm ra tiền rồi đấy, họ có ý thức chia sẻ tài chính với người con trai. Nhưng mà anh có biết là nếu mà khi anh... em nhá, ví dụ em đứng lên em muốn chia sẻ. Nếu mà anh cho đi, anh là một người đàn ông cao thượng đúng không? Anh cho đi thì anh sẽ nhận được nhận lại. Sao em không cho đi trước đi? Không. Sao em không cho đi trước đi? Không. Trời ơi. Anh có hiểu về phụ nữ không? Em hỏi anh là anh yêu 2 mối tình rồi đúng không? Là người ta chia tay anh đúng không? Không. Vô lý.
anh như thế này anh chia tay người ta đúng không? Được, không quan tâm vấn đề ai chia tay ai nhá. Hai bên chia tay nhau. Hai bên không thấy hợp thì chia tay nhau. Tuy nhiên thì em thấy nó rất là buồn cười. Buồn cười. Buồn cười đối với em nghĩ buồn cười thôi. Rất là buồn cười. Nếu em còn cơ hội em sao? Như này em sẽ chia sẻ với anh nhá. Em chia sẻ với anh. Rồi. Tư bản nhưng mà anh đang ở Việt Nam. Đang ở Việt Nam. Và cái văn hóa của Việt Nam nó đang quy chụp cái đời sống của tất thế cả mọi người ở đây. Nhưng mà ai cũng nếu mà anh muốn lấy gái thế? Việt Nam, anh muốn lấy gái Việt Nam. Được. Thì anh hãy trả hết tiền ba bát phở. Còn nếu mà anh muốn lấy gái Mỹ, gái Canada, gái Úc, anh sang bên kia sống và anh trả tiền một bát phở, người ta trả anh hai bát phở người ta ăn. Không. Nhưng mà anh hẹn hò thì anh phải thể hiện cái sự cao thượng của mình trước, anh phải cho đi trước, anh phải thể hiện sự quan tâm, anh thể hiện anh ga lăng. Anh đang nói anh cao thượng. Anh bắt em trả tiền hẹn hò đâu? Thì người ta mới có cái tình cảm dần dần về sau với anh và người ta sẽ bắt đầu là người ta chia sẻ cái phần tài chính với anh. Em chưa nói em bắt anh trả tiền. Hết tiền bát phở. Tiền bát phở có thể tranh cãi hoài không hết đúng không? Rồi. Bây giờ mình quyết định đi đến cái chuyện bấm nút nha, cho dù cãi nhau, cho dù nói chuyện vui gì đó. Nhưng bây giờ chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra lại xem cái người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, hay chỉ là tô phở. Bây giờ 3 2 1 hết thời gian. Hết thời gian rồi, em có bấm không? Nếu như mà không bấm thì có được xin số điện thoại không anh? Được. Rồi đây, cảm ơn các bạn, đây quà của em. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Rồi có thể chúng ta hôm nay mình không phải là tình yêu ra về, nhưng mình vẫn có thể là bạn. Cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Xin mời. Cảm ơn cái kỳ này. Xuống dưới là quen nhau được. Cảm ơn. Em đi bên này chứ. Rồi. Rõ ràng một chương trình rất dài. Ông hai bà mối khó vô cùng quý vị. Rất khó. Rồi. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Tại vì em trai mà nếu bạn em nên mấy đứa bạn em thân em nói là em không có cửa với trai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới trai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Thiệt luôn. Thôi xỉu ngồi đi để xỉu à cưng. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, chào anh Nguyễn Linh và chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả ạ. Em là Võ Trường Kha, năm nay 28 tuổi. Hiện tại là em làm nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình PT ạ. Và vẫn là vận viên thi đấu. Làm ở đâu? Dạ, em làm ở bên quận 7 ạ, và quận 4. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, em ở người Sài Gòn ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, hiện tại em 24 tuổi. Em là hiện tại là sale du lịch ở tại công ty Thanh niên Thời Đại và em cũng kiêm làm visa luôn. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Ninh Thuận, hiện tại em đang ở quận 3. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là em vui vẻ, hòa đồng, hơi tưng tửng. Với lại em biết lắng nghe người khác đó chị. Em rất là dễ cảm thông với người khác, sống tình cảm. Còn điểm yếu của em á là hơi tưng tửng. Cũng là nó, nhưng mà cái yếu nhất của em á là hơi hay quên, bị não cá vàng. Và cái cấp độ của em á có thể là quên trong 5 giây. Có thể là nói xong em từ tay này em lọt tay khác. Và đôi khi nó còn bị lãng lãng. Bạn gái nhớ tên bạn nam không? Thì đó em nói rồi. Hỏi lại đi, từ giờ tới cuối chương trình cho hỏi 10 lần á. Anh hàng xóm ơi. Ơi em. Anh tên gì vậy? Võ Trường Kha em. Anh Kha hả? Đúng rồi em. Dạ em sẽ ghi nhớ. Rồi em hỏi ảnh đi, anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Anh ơi, hiện tại thì anh thích cái gì nhất vậy anh? Anh chỉ thích chơi thể thao thôi chứ anh cũng không biết như cái gì hết. Trời ơi chị, vẫn động viên của người ta đó. Em quen trai sống của anh luôn. Dạ, dạ anh đó. Phải là anh còn có một mối duy nhất nè em. Không phải. Ủa hả? Cái gì anh? Anh đang xả người ra, anh còn có một mối duy nhất à. Ủa kỳ vậy chị? Giờ anh đang lên là định 90kg á. Hiện nay là em đang nhiêu ký? Dạ em đang 81kg chị. 81 mà giờ em muốn lên nhiêu? 90 chị. 90 thì em làm sao? Dạ ăn nhiều chị. Ủa lên thì chi vậy em? Dạ cho nó dưỡng cơ em á anh. Rồi xong mà tính hồi thi đấu á em sẽ siết xuống lại 20kg. Trời ơi. Dạ. Xuống 20kg thì dạ. Bao nhiêu lâu mới xuống được 20kg? 3 tháng anh. Mai em chỉ anh nha. Bỏ đi anh Linh ơi.
ngoài cái ưu điểm đó là em còn ưu điểm nào nữa không Kha? Em không biết uống thuốc, không rượu và cũng biết nấu ăn nè. Chiều chuộng bạn gái số 1 chị. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình anh. Lâu chưa? Một mối tình đó là em quen từ lúc đi học là 7 năm. Một mối tình là quen là cũng gần 1 năm. Giờ quên hết chưa? Dạ người đó phản bội em. Phản bội là quên liền à? Mệt bỏ đi. Em bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình học sinh thì không tính đi. Rồi. Rất là dễ thương. Mối tình sâu sắc nhất của em là gần 5 năm. Em chia tay cách đây 5 rồi. 5 năm mà tại sao phải chia tay cơ? Tại vì gia đình em trải qua nhiều biến cố á. Họ thương em, họ không có phản bội em giống như anh kia. Nhưng mà họ không có chịu được cái sự khó khăn cùng nhau. Ta nói là yêu nhau thì cay đắng ngọt bùi cũng chịu, hạnh phúc phải sẻ chia. Thì họ chỉ hạnh phúc thôi, đôi khi á những cái vất vả này nọ thì họ không chịu được. Mẫu người bạn trai của em mong muốn là người như thế nào? Em thích bạn trai cao hơn em ít nhất là 1m7. Tại vì em thích mang giày cao gót như vậy nè. Cao hơn em chút xíu. Anh cao 1m7 à? À nhiều đúng 1m7 luôn. Đủ chuẩn ha. Đủ chuẩn, đủ chuẩn. Vẻ ngoài nhìn hiền lành, sáng sủa, dễ nhìn một chút xíu. Còn về tính cách á, thì em không thích cái điều đầu tiên anh như anh nói là em không thích thuốc. Anh là đã uống rồi. Em cái mùi thuốc em rất là dễ luôn á. Em không chịu được và đôi khi em phải làm lố cái đó lên. Giờ bữa nay em hên rồi đó. Hên. Em kết cái nữa là anh biết nấu ăn. Em cũng biết nấu ăn, em không có nấu ăn được ngon như là nhà hàng hoặc là trình bày đẹp mắt. Nhưng mà em có thể lo cho ảnh cái bữa cơm hàng ngày. Rồi. Đó là điều em rất là tự tin. Tốt. Dạ. Bên kia em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ thì em tìm một người bạn gái là dễ thương, hiền, trung tình là được rồi chị. Có cái mẫu người lý tưởng không em? Về vóc dáng ngoại hình. Vóc dáng thì em cũng không đòi hỏi cao bình thường thôi chị. Chỉ quan trọng là tạo cho nhau một niềm tin, tạo hạnh phúc cho nhau là được rồi. Kính trọng người lớn mà ở nhà thôi là được rồi chị. Dạ. Sao em gái tự đánh giá nãy giờ yêu cầu bên đây đưa ra em được bao nhiêu phần trăm rồi em gái? Dạ 80% anh. 80% hả? Dạ. Còn 20% còn lại là gì? Là để nhìn mặt coi sao. Trời dễ thương. Ví dụ anh bên đây anh hợp với em rồi, anh muốn tiến tới thì khoảng bao lâu em đồng ý? Nếu mà ok thì em cưới lúc 27 và có con lúc 28. Hoặc là em có con lúc 28 luôn. Cái đó là tương lai của em. Nói chung là mong muốn có đứa con. Đúng rồi. Rất bản lĩnh. Đó, em nghe hết rồi ha. Trời ơi, dữ quá. Có cách nào vỗ béo cho cô bên này không? Dạ có chị, bình thường chị. Em là muốn nhân viên PT cá nhân mà chị. Nguyện vọng của cổ là muốn là lấy chồng hoặc là sanh con trước 28 thì ý em sao? Dạ thì bây giờ mình cứ tìm hiểu trước đi. Rồi xong rồi có duyên, có nợ với nhau thì sẽ tiến tới xa hơn. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Lừa dối. Dạ, tại em đã trải qua rồi nên em biết. Em có thích sống thử không? Dạ, không. Người ta cho thử cũng không luôn? Không. Chắc không? Dạ. Cái mặt nhìn gian lắm nha. Thiệt đúng không? Dạ, nhà em khó lắm chị. Khó lắm phải không? Rồi. Đám cưới rồi mới đẻ nha em. 27 tuổi đám cưới, 28 tuổi đẻ là đẹp rồi đó. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với là chị của em ạ. Chị ruột á hả? Dạ, chị họ. Chị họ rồi, cho gặp chị cái. Em chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào Quyền chị. Cùng quý vị khán giả. Thấy em gái bên đây sao? Dạ, em thấy em gái bên này nói chuyện cũng... cũng dễ thương hết à. Thì bây giờ hai em cho nhau cơ hội đi tìm hiểu nhau rồi đánh với nhau. Cảm ơn chị. Cho em hỏi là ở Kha, anh Kha ở nhà khi mà anh nóng giận á thì anh thường sao chị? Cũng hiền lắm, tội lắm, biết sống lắm. Cũng dễ thương. Rồi cảm ơn chị. Chúc chị sức khỏe ạ. Em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn thân với lại đồng nghiệp cũ của em. Rồi cho chị gặp bạn em rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là chị đồng nghiệp của bé Trang. Thì bé Trang đối với em là theo như em nhận xét thì bé là một người rất là vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là bé Trang rất là có nghị lực sống á chị. Rất là chịu khó. Về anh trai bên đây thì anh rất là man, cũng hiền, nói chuyện thì cũng chân thật á. Hai bạn thật sự chân thành và nghiêm túc thì hãy cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi, kéo rào. Dạ, chào anh ạ. Anh tặng em. Cảm ơn anh. Với lại một món quà của anh á là thể dục. Anh tặng em cái dụng cụ này để em có thể em tập luyện ở nhà. Trời, em không có kinh nghiệm tập mấy cái này luôn á.
Cái này làm sao anh? Anh có thể anh hướng dẫn cho em cũng được. Em cái này tăng đùi và tăng vòng mông của mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em muốn không? Anh hướng dẫn cho em tập luôn. Được không chị? Được, được. Em là coi sẽ tăng đều. Dạ. Đầu tiên động tác squat á, em có thể tập ở nhà. Em gắn cái này vô, trong ngay cái đùi của em. Phần đùi, dang động phần chân, đứng dang động mặt vai ha. Ngực vẫn thẳng cho anh. Phần mông em đẩy ra đằng sau, xuống, quát. Một, xuống, hai, ba, bốn, mười cái, bốn hiệp vậy cho anh. Dạ. Ha, mọi động tác. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, ok. Cái đó tập cho ốm đó, cái chuyện tập lộn đó. Tập thì còn 29kg đi. Em đừng các em khoái kiểu này nè. Tại vì em mê chai mà nếu bạn em, mấy đứa bạn thân em nói là em không có cửa với chai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới chai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Đâu cho cô coi cái muối cái coi, dán cái bụng lên coi. Hiện cái muối là một muối. Một muối rồi chị, còn bốn muối mờ thôi à chị. Xíu xíu coi thử. Em bóp vô cơ coi. Thiệt luôn á. Thôi xỉu xỉu ngồi đi để xỉu à cưng. Đó, hai người nói chuyện thoải mái đi. Em hôm nay em có một bài hát muốn tặng cho anh. Thì em xin hát bài Cô Gái Mít Năm 2. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tinh dân trần. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với anh. Bao điều rằng em đã thương anh nhiều, yêu anh từ lâu anh biết chăng. Em tự tin theo nét riêng chỉ cần 1m58, nhưng sao đã yêu dịu dàng đôi môi thâm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên nếu người thuần thì tôi sẵn. Thưa chuyện mẹ cha xin được nên vợ chồng. Thương anh đã lâu nên nỗi sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Dạ xin hết ạ. Rồi tâm sự đi. Thời gian anh đi làm về thì một ngày anh làm mấy tiếng hồ? 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối thì có mệt không anh? Anh có mệt không? Anh được nghỉ trưa được 12 giờ anh về. Anh nghỉ trưa tới 3 giờ chiều anh vô làm tiếp ca. Công việc của anh là có stress nhiều không anh? Dạy quá cũng bình thường thôi. Mình có điều mình mệt mình nói chuyện thôi. Với lại những cái lúc mà giai đoạn thi đấu á, nó mệt giả người lắm. Tại khi mà xiết người xuống rồi nọ là cơ thể của mình nó hoàn toàn là anh có bị tán tỉnh nhiều không? Làm sao để anh không có bị do mình dao động bởi những cái đó? Do mình thôi. Ví dụ mà mình cứng thì không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Tính em nó hơi nóng á, kiểu là người ngoài á, bạn bè thì em rất là vui vẻ, nhưng mà người thân em rất, đôi khi em thể hiện cái nóng của em ra luôn. Nhưng mà anh chỉ cần ôm em vào lòng, hoặc là anh nữ mà đừng nữ em hay giận dữ, em hay giận dữ bâng quơ. Nói chung là đàn ông nhẹ nhàng thì bảo cấp 12, 11 gì cũng xìu hết trơn á. Chỉ là thương thiện. Dạ anh có muốn hỏi em gì không? Em muốn 28 có con à? Đúng rồi. Cái này với lại một phần nữa anh thấy á, mình xác định trước cũng không được, cái này là do trời cho của mình. Tại cái hướng ở đây mình vậy thôi. Bạn bè anh á cũng tính toán đồ bè nọ, rơi điểm rớt rồi này nọ mà cũng không thành, không có là không có. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ em muốn ảnh biểu diễn thể hình cho em coi không? Ok chị. Ok chị. Em đợi nãy giờ đó mà em ngại quá em không dám nói. Biểu diễn cho cô coi đi, là cô quyết định cô có bấm nút chọn em hay không. Dữ lắm luôn á. Em đã có thi đấu lần nào chưa? Có giải thưởng gì chưa em? Dạ em vừa đánh giải tháng 5 vừa rồi, Men Physics của Liên đoàn Thành phố Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em đều top 15 của. Quá dữ rồi ha. Rồi thôi được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta quyết định bấm nút hay bấm các bạn. Thỏa mãn rồi ha cưng ha. Dạ vui. Rồi, vui rồi đó. Phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đó, giờ bắt đầu chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó.
Man không? Man anh. Man thì làm đi. Ông hôn ông sướng mà ông làm cũng như hai tôi đứng đây sướng vậy đó. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Và bây giờ tôi sẽ thông báo quý vị một cặp đôi đã cưới nhau rồi. Cặp đôi đó quý vị còn nhớ không? Một chàng trai tặng cho cô gái một cái chìa khóa và đưa ra rất nhiều cái yêu sách. Và tất cả khán giả truyền hình nói trời ơi anh này đưa ra yêu sách nhiều quá, cặp này chắc tan quá. Nhưng mà cuối cùng họ đã cưới nhau. Và ngày hôm nay mong muốn rằng hai cặp đôi cũng sẽ tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Chưa thấy đàn ông nào mà quen bạn gái cả năm rưỡi mà tặng con cây son, mà không biết cây son đó thiệt hay giả dỏm nữa. Vậy chia tay đúng rồi đấy em. Gãi hoài vậy trời, chú Chí hả? À, anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, cổ cao quá. Đứng đo chiều cao chút coi. Sát vô. Rồi, mời em gái. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Thị Cẩm Tuyên. Hiện tại thì em 22 tuổi và em đang làm việc tại siêu thị điện máy Chợ Lớn quận 5. Công việc của em là nhân viên tư vấn bán hàng và chuyên ngành của em là bán TV ạ. Quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang, chị Cái Bè Tiền Giang. Rồi, mời bạn trai bên kia. Dạ chào Quyền Linh và chị Cát Tường và chào mọi người ở đây. Em tên là Trần Hữu Tài, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là huấn luyện viên phòng gym. Quê em ở Kiên Giang và làm việc ở Cần Thơ. Cái Bè thì cũng gần Cần Thơ, không sao cả. Dạ. Nhưng mà giờ khúc yêu nhau này nếu mà xa quá em có ngại gì không em gái? Dạ, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng đổi, mấy đèo cũng qua. Hay chị. Quá. Thời buổi công nghệ mà lo gì ha. Dạ đúng rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em? Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn ngon, vui vẻ với hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng mà bề ngoài em nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mà tiếp xúc gần thì thấy em dễ gần hơn. Cái công việc của em là nói chuyện nó nhiều á, nên là em cũng thích tiếp xúc với nhiều người khác nhau, dễ chia sẻ tình cảm với nhiều người khác nữa. Dạ, khuyết điểm của em chắc là em ăn nhanh. Một bữa em ăn mấy chén cơm? Dạ, một bữa em ăn có một chén một nhưng chén. Mà mới vô nhìn như tưởng ham ăn lắm, ai ngờ ăn luôn. Ăn bao mấy phút? Dạ, chắc tầm khoảng phút là xong á. Cái gì? Một phút sao kịp nhai nuốt? Rồi vậy người ta vô ta bạn ăn, ta chưa kịp ngồi cầm đũa nữa là em quất xong rồi đó hả? Dạ. Nói tóm lại cái này mà về nhà chồng nó cũng nó không được thuận lợi lắm. À, bà già chồng mới giới thiệu, dạ đây giới thiệu con dâu tôi, con dâu nó dạ mời cả nhà ăn cơm, dạ con xong. Thôi ăn vậy đâu bao tử lắm em ơi. Đâu bao tử đó. Ăn từ từ nha. Giới thiệu về mình đi. Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn, biết bartender, dễ tiếp xúc và học hỏi. Khuyết điểm là gì? Có thể nói là hơi gia trưởng chút, hay nóng tính. Em mà nóng tính hả? Sao em thấy em nhẹ tính lắm mà. Không, khi mà em không cười hoặc là khi mà em cáu vào lên à, mọi người không dám đứng gần em. Em có ăn nhanh không? Không, em ăn rất chậm. Em ăn một chén mấy phút? Ví dụ như là ăn được thảnh thơi thì ăn cũng khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng? Bên này ta ăn có một phút à. Hình như cái giọng nói cô gái bên kia rất là mạnh mẽ. Giọng rất là cứng như là rất đàn ông. Còn giọng bên em rất là nhẹ nhàng, quyến rũ. Hả? Bên đây nhẹ nhàng lắm. Có tài lẻ gì không em? Tài lẻ thì cũng nhiều, em có thể vẽ nè, hoặc là pha chế và nấu ăn thôi nha chị. Rồi thôi bây giờ biết văn nghệ gì không? Hai bạn mình làm một bài văn nghệ cho nó thay đổi không khí đi. Dạ, nhà em thì có truyền thống hát cải lương chị. Cải lương hả? Dạ. Rồi nên vậy là... thì làm cải lương liền. Vậy là con nhà nòi hay sao? Dạ chị nghe em hát đi ha chị ha. Rồi. Dạ. Từ là từ phú tướng, bảo kim sắc phong lên đàn, dạo ra luôn trong tình trạng năm canh mơ màng. Nhà nòi hả em? Sao em nói em con nhà nòi hát cải lương? Dạ em nói là em thích nghe cải lương và em nhà nòi, chứ em không nói là em hát cải lương hay chị ơi. Trời ơi, em gái xinh đẹp, em hát em anh phải chạy qua liền luôn đó. Tại anh nghe nhà nòi đó. Dạ. Công nhận nòi thiệt. Anh qua anh nhìn thấy ấn tượng liền em gái em trai. Yeah. Ha, giọng nói cũng ấn tượng mà con người cũng xinh đẹp. Ha, nói chung là dân Tiền Giang ai cũng dễ thương hết. Bạn trai, em cứu chương trình lại bài hát hay cho em. Tôi xin hát tặng bạn gái và mọi người bài hát là Em Là Của Anh. Rồi. Em có nhà nòi không? Dạ không, em nghiệp dư. À, rồi hát đi em, bắt đầu. Anh mất yêu thương ta trong phút giây ban đầu, những lúc cô đơn anh luôn có em bên mình,
Thôi được rồi đó. Thôi bỏ đi. Thôi mình vô tình trường đi hai em. Em gái mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ có một mối tình thôi chị, 1 năm rưỡi ạ. Lý do sao chia tay cơ? Hai đứa không hợp nhau vì vấn đề bạn trai đó keo kiệt quá. Em ví dụ như đi ăn uống với nhau đi thì con gái lúc này cũng thích lady first. Thì nói chung là hai tụi em là như hai thằng đàn ông, đi ăn là chia đều ra. Với là trong thời gian quen nhau là như bạn đó chỉ tặng em được có cây son mà em không, em thì không có đòi hỏi gì nhưng mà hình như là được một cây son thôi á chị. Cái hồi mới tặng một cây son em hả? Dạ đúng rồi anh. Trời, nhưng mà cái hồi mới cua nhau á, không lẽ cũng chia? Dạ hồi mới cua nhau vẫn chia. Tại chia vì em quen chia vậy? Tại vì em thích cái tính của bạn đó. Sao hồi đầu thích sau đó lại chia tay? Sao tìm hiểu mới biết chị. Mới đầu thì khép nép bạn bè với nhau, thì lịch sự với nhau. Nhưng mà không ngờ cái lịch sự nó kéo dài thời gian lâu quá. Chưa thấy đàn ông nào mà quen bạn gái cả 5 rưỡi mà tặng con cây son. Mà không biết cây son đó thiệt hay giả dỏm nữa. Vậy chia tay đúng rồi đấy em. Em trai sao nè, mấy mối tình rồi cưng? Dạ em trải qua 2 mối tình chị. Em quen mối tình đầu tiên là cũng được 3 năm. Mối tình thứ hai là mấy năm? Dạ 2 năm. Em tặng mấy cây son? Em không tặng son, em chỉ dẫn đi ăn rồi mua sắm rồi bạn gái thích gì. Đi ăn ai tính tiền? Ai trả tiền? Dạ em trả. Có chia lần nào không? Dạ không, bạn gái đòi chia mà em không chịu. Đúng rồi, vậy chứ. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người của em thì giống như anh trai của em là được rồi chị. Anh trai em thì trong công việc là rất là nghiêm túc. Về nhà anh hòa nhập vào gia đình, thương yêu vợ con và đặc biệt là hiếu thảo với ba mẹ. Anh trai em thì phong độ cao ráo. Em cũng cao. Không cao. Em cũng hơi cao nên em cũng muốn bạn trai cao hơn em. Khoảng nhiêu? Dạ 1m8 chị. Hả? Chết rồi, thiếu em cao nhiêu? Dạ 1m71. Trời ơi, bạn gái cao 1m71 đó, chưa kể mang dài. Sao em? Giờ nó có ghế trơn rồi. Tôi cao này 1m9 cũng được, không sao, quan trọng mình gan thôi em. Này hơi khó à. Rồi còn điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, con trai đừng nên gia trưởng với lại khó tính quá. Với con... keo kiệt nữa. Dạ đúng rồi chị. Kiểm tra cho. Bên em không keo kiệt, đây ta tặng nhiều lắm rồi. Em muốn lấy một người vợ như thế nào? Cũng thông minh. Dạ. Thông minh đó. Dạ, em thích tóc dài, tóc dài. Tóc dài hả? À. Bên kia cũng hơi dài dài chút. Phụ nữ hiện đại. Có. À, biết nấu ăn là em thích rồi. À. Em không thích gì ở người phụ nữ? Hay cào nhào thôi. Tại vì môi trường làm việc của em á, cũng tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm. Mà có thể là va chạm về đụng tay đụng chân với nhau. Hả? Cho nên là sợ bạn cào nhào hay là ghen rồi kìa. Ghen? Bạn đụng tay đụng chân con trai hay con gái? Dạ gái có, trai có. À. Nhưng mà em thích đụng tay con trai con gái nhiều. Chà, trai nhiều hơn gái nhiều. Đã ở xa rồi mà còn đụng tay đụng chân. Dạ nếu nói gì thích rồi con gái chứ anh. À. Dạ bạn trai thì đã ở xa rồi mà còn hay đụng tay đụng chân với phụ nữ nữa, em có ghen không? Thì em thì em thoáng lắm chị. Mình là con gái thì mình cũng phải biết tâm lý của con trai. Ờ à, nói thì hay lắm, ta hội yêu đi. Rồi thấy cái cảnh mà trong kia ôm đỡ lên chạy xuống là đây máu chạy lên chạy xuống á. Đẹp trai ha. Ủa cái lông mày ngộ vậy? Em có tạo hình đó. Dạ không, bẩm sinh chị. Lần đầu tiên mới thấy à, thấy trong phim thôi. Ông mày thì là phải làm tướng đó. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m73 chị. Em phải mang giày độn chút. Không có thể là độn lên cũng được. Phải độn lên chút dạ. Nha à, gym thì tướng tá là chắc nịch rồi ha. Tóc cũng cao ráo ha. Vén vén rồi lên ha. Thôi kệ vậy cũng được, ngụy trang. Em có thích anh trai á, trắng cao không? Giống anh hai em rồi chị. Ủa hồi nãy em đòi em giống anh hai. Giống anh hai hoài, bây giờ mình muốn xem anh hai em như thế nào nè. Nay có anh hai đi dạ, không? Dạ có anh hai đi đâu, chị. Anh hai đâu? Dạ anh hai em đó. Anh hai tráng cao, giống rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và dạ, chào toàn thể các bạn khán giả ở đây ạ. Em tên là Tiến Sĩ, là anh trai của bé Cẩm Tuyên. Trước giờ thì em và mẹ thì luôn luôn xem bé Tuyên lúc nào nó cũng nhỏ bé hết. Riêng với bạn Nam thì người đàn ông thì anh hy vọng là mình sẽ có thật nhiều bản lĩnh trong cuộc sống. Anh thấy em là một người đàn ông, việc đầu tiên anh thích nhất là nhìn khá là men. À, em là huấn luyện gym, anh cũng tập gym, anh cũng thích luôn. À, kế bên là mẹ phải không? Không biết mẹ bác gái có ý kiến gì không ạ? À, chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường, tất cả quý vị khán giả trong khán phòng. Cô thấy ngoại hình của cháu và cách nói chuyện thì cô cũng thấy được, dễ mến. Tìm hiểu nhau, đến hôn nhân thì cô cũng chấp nhận. Tại vì giờ là cha mẹ không có đặt đâu cho con được. Thì con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó à. Anh trai đi với ai? Dạ em đi chơi, đi với anh trai và em gái với bạn. Xin chào gia đình bạn nữ. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là anh ruột của Hữu Tài. Nhìn thấy bạn nữ cao ráo xinh xắn á, cũng có cá tính. Còn Hữu Tài chỉ có cái là hơi nóng tính, nhưng mà biết quan tâm chăm sóc, với lại là hiểu ý người đối diện. Thấy phù hợp thì có điều kiện hai đứa cùng bấm nút để tìm hiểu nhau. Có em gái không? Em gái có nói gì không? Dạ em thấy cũng dễ thương, cũng đẹp lắm ạ.
Đẹp là được anh ơi. Ở lại đây là do hai bạn này quyết định. Nào, mở kéo ra. Rào. Chào em. Chào anh. Gãi hoài vậy trời, cô Chí hả? À, anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, cô cao quá, đứng đo chiều cao chút coi. Sát vô. Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Anh có nhu cầu mua tivi không anh? Không, anh có rồi. Dạ. Là nếu mà anh nghĩ anh cưới em rồi là anh cũng có tivi mà. Dạ đúng rồi, chương trình tài trợ đúng không anh? Có tivi nhãn hiệu UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV, điều khiển bằng giọng nói, tivi 8-9 triệu, 3 triệu đều có hết. Thấy ảnh giống anh trai của mình không? Giống nhiều không? Dạ đẹp trai hơn nhiều chị. Hồi nãy mới khen anh trai bây giờ. Thiệt. Thấy chưa? Em nghe nói là anh thích nấu ăn đúng không ạ? Ừ, anh thích nấu ăn. Anh dạ. Nấu được món Tây, món Ta luôn. Dạ. Em có thích tập gym không? Dạ, ốm qua cũng định tập cho nó lên cơ, lên múi mà không có ai làm PT hết trơn á. À, anh đây miễn phí. Dạ. Em muốn tăng mấy cân anh tăng em mấy cân. Làm sao cho body đẹp là được rồi anh. Ok, thiếu chỗ nào anh buộc chỗ đó. Thì em cần tập đâu, có hơi nhau là nó lên à. Bây giờ vô cái chuyện hẹn hò đi. À. Đứa giới thiệu TV, đứa giới thiệu phòng gym. Bây giờ hẹn hò một người làm sao gặp nhau. Em cũng là vượt thủ cho nên nếu mà hẹn hò nhau là anh có thể là chạy bất chấp. Dạ, một tháng em được ốp có 2 ngày thôi. Em thì xoay ca làm việc. Có thể là chiều đó anh lên buổi sáng hôm sau em nghỉ làm em đi chơi với anh cũng được. À, dạ. Đó. Anh tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm đúng không anh? À, đúng rồi. Chắc có nhiều bạn xinh hơn em đúng không anh? Nói chung đó là anh không có quan trọng về yêu nhau bằng cánh mắt đầu tiên. Anh chỉ thích là tình cảm và tính tình thôi. Dạ. Vậy anh có yêu em từ cái nhìn đầu tiên không anh? Cho đến hôm nay là hình như là anh thay đổi về cái ý nghĩ là yêu. Ta thích rồi. Dạ. Ờ, em không thích điều gì nơi bạn trai em? Em thì không thích bạn trai hút thuốc. Chết rồi. Anh có, nhưng mà không sao. Dạ, anh em... kiềm chế được. Dạ, với lại em cũng không thích bạn trai sắp đặt mình quá. Em cũng có thể cho anh đi chơi, anh cũng có thể cho em đi chơi. Tại ai cũng có bạn bè riêng với nhau, nhưng mà cái nào mình cũng phải có chừng mực. Anh thì cũng thoáng lắm, ví dụ như anh đi chơi hoặc là bạn bè rủ ghê là anh cũng ưu tiên rủ bạn gái mình theo. Dạ. Trừ khi bạn gái mình không đi, bỏ nhà. Anh đẹp trai quá em sợ nữa, không biết về máu ghen có nổi lên không? Bạn trai mạnh mẽ đứng lên thể hiện mà mình nam tính không, mình ga lăng. Lần đầu tiên gặp bạn nữ mình thấy như thế nào? Lần đầu tiên em gặp bạn nữ và gia đình bên bạn nữ thì cũng có cảm tình. Thật sự lại đây là rất là gung. Dạ. Nếu có cơ hội em cho anh tìm hiểu em ha. Anh sẽ đột lên cao cao lên chút. Em cũng rung đó. Cảm giác cái nắm tay thế nào? Hai đứa cảm giác coi sao? Cũng bớt rung rồi anh. Hình như quen nhau từ lúc nào rồi thôi. Bạn gái thấy cảm giác cái nắm tay thế nào? Lâu rồi mới tìm lại được cảm xúc ngày đó anh ơi. Rồi thôi được rồi đó. Bấm nút để làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Nào, chuẩn bị. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời nhấn cái thôi. Nhấn gì lia lịa vậy cưng. Trời ơi, cũng nhấn vậy nè. Nhấn kịch. Đẹp nhấn, đôi lắm. Nhấn một cái là ăn rồi, nắm tay nhau nè. Đó, bây giờ xin phép là chính thức bây giờ cho mình bắt đầu hẹn hò. Dạ, cho con xin phép được không em ạ? Rồi. Bây giờ á, em gái khui quà ra đi. Quà này là quà bạn trai bí mật tặng em đó. Tại anh rất thích màu trắng và anh nghĩ là tình yêu mình tính dưới đây là cũng hoàn toàn trong trắng và không có sự sắp đặt. Dạ, cảm ơn. Mặc vô cho bạn gái luôn đi em. Không vừa thì anh với em đi đổi. Đây là chiếc vé xem phim cùng gặp Cine Box 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Em có một mối tình đơn phương 2 năm ạ. Em có thể hiện cho bạn đó biết không? Dạ có, nhưng mà bạn ấy có người yêu rồi. À, thế rồi một mối tình đó thôi chứ trước giờ chưa có để ý ai, chưa có yêu ai hết trơn hả? Không, em cũng để ý nhiều người. Nhưng mà người ta không có để ý em. Vậy mà có người nhiều lông tai giận hói. Mời bạn nam. Mời bạn nữ.
Rồi, mời em gái ngồi. Dạ. Giới thiệu về mình đi em. À, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Chu Thị Nhung, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kế toán cho công ty vaccine. Làm ở quận mấy Nhung? Em làm ở Tân Bình ấy. Rồi, mời bạn trai. Dạ, lời đầu tiên thì em xin kính chào anh Quỳnh Linh, em kính chào chị Cát Tường. Kính chào quý vị khán giả đang ngồi trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. À, chào cô gái bên cô gái hàng xóm. Chào anh. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Cáp Duy Vương. Em năm nay 28 tuổi. Em hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh em đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. À, điểm mạnh với điểm yếu của Nhung là gì Nhung ha? À, điểm mạnh của em là người vui vẻ, hòa đồng. Em thích chụp hình tự sướng, thích nấu ăn. Điểm yếu của em là người hơi nóng tính, thẳng thắn. À, em thường có sao nói vậy á, nên nhiều khi sẽ mất lòng người khác. Còn bên kia bạn trai mình thì có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, về ưu điểm của em á thì em khá là tự tin. Em sống có khả năng tự lập rất cao. Em có chí cầu tiến. Khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là em hay quên, nhiều khi em bị mất tập trung. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn gái? Em có một mối tình đơn phương. Đơn phương thôi? Vâng. Bao lâu? À, chắc 2 năm ạ. Em có thể hiện cho bạn đó biết không? Dạ có, nhưng mà bạn ấy có người yêu rồi. À, thế rồi một mối tình đó thôi chứ trước giờ chưa có để ý ai, chưa có yêu ai hết trơn hả? Không, em cũng để ý nhiều người. Nhưng mà người ta không có để ý em. Sao kỳ vậy? Một cô gái dễ thương như vậy mà lý do tại sao? À, em nghĩ chắc do duyên chưa đến á. Nên là hôm nay nhờ chương trình giúp em tìm được duyên của mình. Bạn có mấy mối tình rồi bạn trai? Dạ em thì có một mối tình kéo dài khoảng hơn 3 tháng. Nhưng vì cái tính cách của em và bạn nữ không hợp nên là không đi. Có 3 tháng thôi ha, cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Dạ, thôi, đúng rồi. Bây giờ mình tìm mối tình này là mối tình đầu, coi như đầu tiên và cũng là mối tình cuối luôn đi ha. Em hy vọng vậy. Hy vọng như thế. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Về ngoại hình thì em thích một cô gái cao 1m50 đến 1m60. Rồi, có luôn. Khuôn mặt thì gọn gàng, tóc dài thì quá tốt. Cái gì cũng có hết, tiếp gì đi em. Rồi, về tính cách á, thì em thích một người con gái có sự đồng cảm, có tính tự lập. Cô gái ấy nên chung thủy và trung thực, như đó thôi ạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Không thích thì nó sẽ ngược với lại những cái điều em thích, tức là bạn ấy không có biết đồng cảm, không biết lắng nghe, không biết chia sẻ. Thế còn em gái, em muốn một cái mẫu người bạn trai mình như thế nào, cái người lý tưởng của mình như thế nào? Là một người đàn ông mạnh mẽ, biết quan tâm chia sẻ với người khác và chung thủy trong tình yêu. Thế là em thích con trai không bị hói. Với lại uống quá nhiều rượu bia và lăng nhăng. Không hút thuốc, không rượu bia, không lăng nhăng, không đầu hói. Còn cái gì nữa không? À, nói luôn qua coi nè. Thích có nhiều lông tay á. Thích hay không thích? Thích ạ. Thích có nhiều lông tay. Có anh Quyền Linh luôn. Cởi áo ra. Lông tay ra anh ơi. Cởi áo ra. Chắc vậy thôi. Vậy thôi ha. Trời ơi, tao nói không có cộng nào hết. Gì kỳ vậy? Cô ấy thích nhiều lông tay mà không thích đầu hói. Này không có lông tay mà không có hói. Dạ có chị. Có hói. Có hói luôn hả? Có lông tay, không có bị hói. Có hói chút chút từ từ. Đó, nguy cơ hói rất cao. Vậy mà có người nhiều lông tai vẫn hói. Bây giờ nè, chưa có mối tình nào mới yêu đơn phương như vậy là chưa có hung lần nào phải không? À, dạ. Bữa nay hung không? À, chắc là hung má. Đúng rồi chứ em muốn hung gì. Trên đây chỉ cho nhiêu đó thôi. Dạ. À, bây giờ chị hỏi thiệt nè, nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là phải tìm hiểu chắc là 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng tới 1 năm ha, để chị hỏi thử coi. Em trai, nếu như bây giờ mình được thì khi nào em tính là hôn nhân là phù hợp? Em thì cái dự định của em thì 1 đến 2 năm. Nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái thời gian mà hai người khi mà gặp nhau á, họ có tâm đầu ý hợp hay không, còn cái việc mà cái thời gian nó sẽ có thể rút ngắn lại. Bình thường thì lúc rảnh rỗi thì cái sở thích của em là gì? Em đặc biệt rất là thích chụp ảnh, thích đi phượt, thích làm từ thiện, thích hát. Chụp ảnh là chụp cảnh mình đi chơi hay là chụp người, chụp chân dung? Chụp chân dung, chụp cảnh. Rồi em chụp ai thường, chân dung là em chụp người nào?
Chụp bạn bè, chụp những cô gái mà em làm quen kết bạn. Trời ơi, chụp nhiều cô gái lắm rồi hả? Dạ, có thể nói. Hả? À, em có ghen không em? Bạn dạ. Trai mình chụp hình nhiều cô gái lắm, em có ghen không? Em nghĩ ghen hay không là do người bạn trai thể hiện để mình biết thôi. Em có chung thủy không em? Em chắc chắn là em sẽ chung thủy. Hy vọng bữa nay em có thêm một người mẫu ảnh đẹp nữa nha. Dạ. Bên đây bạn gái là thích chụp hình tự sướng, bây giờ có anh này anh chụp hình về cho mình. Dạ. Trước khi qua bên kia anh coi mắt đàn gái á, em chụp anh tấm hình coi anh kiểm tra coi được không, rồi anh qua anh thông báo anh kia. Dạ tùy thuộc mẫu đó anh. Chụp anh tấm chân dung coi. 90% là phụ thuộc vào mẫu. Chụp đẹp nha. Ngầu lên anh. Được rồi. Mặt chụp mặt sao buồn vậy? Mặt ngầu. Mặt chụp cái mặt vui lên chứ. Rồi cũng có nét lắm. Còn rồi nét. Để tôi qua tôi coi đàn gái coi sao. Chào anh. Ô trời ơi, em gái dễ thương quá. Em ngưỡng mộ anh lâu. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh bên đây chụp hình nét lắm nhưng mà mặt dạ. Hơi buồn. Em có thích một người đàn ông đó rất là phong trần đi chụp hình hết cô này cô khác này kia không? Tại em cũng thích chụp hình tự sướng nên có một người đi chụp hộ mình cũng tốt. Anh đâu có chụp cho em đâu, chụp nhiều cô khác em tự sướng thì tự em sướng thôi chứ. Đúng không? Nếu mà hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu em đồng ý anh kết hôn? Em nghĩ là phải qua tìm hiểu, hiểu được nhau. Nếu mà cảm thấy có thể đến được với nhau thì từ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 5. Rồi, yeah. Cảm ơn em nha. Yeah. Đàn gái quá ok. Ráng nha, bên kia là được lắm á. Hot girl anh. Thôi mình hỏi ý kiến người thân coi hôm sao. Hôm nay em gái đi với ai? À em đi với chị gái em. Dạ em chào anh Quân Linh, chị Cát Tường, chào bạn trai và toàn thể quý vị khán giả. Em là chị gái của Nhung. Thì tính cách của Nhung thì hiền, ít nói mà em thấy bạn trai này là khá là năng động. Chắc chắn là nếu mà được thì là rất hợp với Nhung ạ. Vậy thôi em hả? Rồi cảm ơn em. Gọn, nội dung nhanh gọn lẹ. Bạn trai đi với ai? Dạ em có đi với sếp cũ của em là chị Trang và chị gái họ của em chị Văn và ông xã của chị anh Chắc. Rồi đại diện chào mình. MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Mình là Trang, mình đến đây ủng hộ cho bạn Dương. Thì Vương nó rất là hiền, điềm đạm. Trong công việc thì em nó làm việc rất là có trách nhiệm, đặc biệt là Vương có tinh thần cầu tiến rất cao. Còn về bạn gái bên này, Vương ơi, rất là dễ thương. Thì hai em tới đây cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và có thể là mình đi xa hơn. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta bắt đầu gặp nhau nha. Mở rào. Em cầm món quà tặng em. Cảm ơn anh. À, em cầm. Để anh làm cho em vài tấm hình. Em ngồi xuống đi. Tôi né là chứ tự nhiên tôi làm bách rau sao được. Dạ đúng rồi chị. Ờ em đứng. Đứng nữa. Thôi kiểu để đứng gần đây nha. Ok. Tôi né nữa hả? Trời sao tôi. Em tựa nhẹ vào cánh hoa đi. Ở đâu? Chụp đi. Ờ chắc như đó thôi. Để lần sau. Chụp đi thoải mái, chụp tới sáng đi. Không được. Đưa coi hình coi. Rồi đẹp lắm anh ơi. Chụp hình gái đẹp thiệt mà chụp hình tôi ngồi xuống nước. Anh thấy em thế nào? Cái vẻ bề ngoài thì em rất là xinh. Dạ, nhưng mà còn tính cách thì phải qua quá trình tìm hiểu nữa. Wow. Ừ. Anh muốn hỏi em một số câu. Anh cứ hỏi đi ạ. Nếu mà chúng ta chính thức hẹn hò thì em mong muốn là anh nhắn tin cho em mỗi ngày hay là muốn cuối tuần anh sẽ dành thời gian bên cạnh em đi một nơi nào đó thật xa để chỉ có hai ta và thiên nhiên thôi. Em nghĩ là nhắn tin cũng tốt, đó là sự quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Còn một tuần gặp nhau một lần thì sẽ, tất nhiên là sẽ phải gặp nhau tại vì mình đang tìm hiểu mà. Em có bài hát tặng anh. Anh nói tên để anh biết anh còn hát cùng. Thắm tình duyên quê, anh có thuộc không? Hát câu đầu nghe.
Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi đường đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Rồi vậy đó. Rồi bạn Nam mình hát tặng lại. Anh đến đây thì rất là mong muốn gặp được một nửa của mình, của đời mình. Nên là anh nghĩ là cái tình yêu nó có thể bắt đầu ở nơi đây, thì nên là anh sẽ tặng em bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ta quên nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài, chỉ còn ta với con tim khô cằn giá băng. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ em đã cho anh người ơi. Giờ qua trước khi ấy qua kiểm tra coi giống như em mong muốn không? Lông và tóc. Em tiến lên em qua em đưa cho cô kiểm tra. Rồi á mình sẽ chốt coi, luôn coi. Kiểm tra kỹ coi. Có gì không? Không có lông. Bậy. Tóc gì nhưng mà có được tóc không? Nhiều. Rồi. Con nguy cơ hỏi. Được không? Dạ được. Em thích đàn ông có lông là sao? Người ta bảo có nhiều lông tay là giàu á anh. À dạ yeah. Đó giàu lắm luôn đó. Thấy không? Trong luôn đó. Đặt tay vào để bấm cho hai bạn. Bấm đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là phải có trách nhiệm với cái bấm nút của mình nha. Bấm nút là trao cái duyên với nhau. Rồi hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây là chiếc vé xem phim được trình lập Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn để xem phim, để hiểu nhau, tâm sự nhiều hơn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Em thật sự là rất là yêu với Hương Anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm. Mà đau rồi cũng sẽ qua thôi. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi, ba mấy năm mới gặp được em. Mời bạn Nam. Chào rồi, mời đi bạn. Rồi mình giới thiệu đi em gái. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm xét nghiệm ở trong bệnh viện. Quê quán em ở Tiền Giang. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hồ Thanh Bình, nghề nghiệp của em là xây dựng. Em đến từ thành phố Cà Mau và hiện tại sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận 9. Hơn ở quận mấy? Dạ em ở quận 5 ạ. Hơi xa ha. Không có sao đâu chị, xa cách mấy cũng vượt được mà chị. Sao cứ lỗi mấy đều cũng qua mà chị. Không em thuộc bài Cà Mau không? Dạ em thuộc. Tao hát bài Cà Mau nghe khí thế coi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn gái là gì? Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, có héo rụng chút xíu. Khuyết điểm của em là em hơi nhạy cảm, em hơi khó tính, em hay quên nữa. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Ưu điểm của em là tính tình hòa đồng, nhiệt tình, nói chung là năng động. Khi mọi người mới tiếp xúc em á thì họ có một cái cách nhìn em gọi là coi như là không mấy tin cậy cho lắm. Nhưng mà khi tiếp xúc về lâu dài và có thể là tìm hiểu nhiều hơn thì họ sẽ có một cái niềm tin và cho em gọi là an tâm hơn ở chỗ đó. Em thật tình đó, hài hước ha. Tốt đấy. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mới đây là mối tình em khi mà em làm ăn thất bại với Cà Mau, em lên Sài Gòn này em làm. Thì em có quen một cô gái làm ở ngân hàng HB Session. Nói chung là em thì quen cổ thì nói chung là đã quyết định cưới rồi. Năm rồi cổ thăng chức, cổ lên được trưởng phòng. Có nói với em một câu là em thật sự là rất là yêu với Hương Anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm. Nó đau rồi cũng sẽ qua thôi. Khi mà tình yêu có thật rồi, người ta sẽ không đòi hỏi gì ở đâu ha. Chia tay bao nhiêu lâu rồi? Cái vụ dạ, bao lâu rồi? Cũng gần 2 năm rồi anh. Quên hết chưa? Dạ quên rồi chị. Mời bên đây.
Tình trường của em sao? À, dạ em trải qua hai mối tình. À, mối tình đầu tiên thì là lúc sinh viên. Cái mối thứ hai thì là em sợ anh ấy tổn thương. Cũng quen nhau nhưng mà hai người tính cách rất là trái ngược nhau. Nên là em không có yêu ảnh mà tại thấy ảnh thương em quá nên em sợ anh tổn thương nên em đồng ý. Dạ. Rồi sao chia tay? Tính cách không có hợp nhau mà em thấy là không có tương lai được đó chị. À, rồi bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m7, tốt tính, chung thủy. Anh có 1m81 rồi em ơi. Chết rồi. Chết rồi. Căng nặng 51kg luôn á. Nhiều ốm gì. Ốm gì hả? Em có nuôi anh lên ký được không? Nhưng quan trọng ta yêu thương mình được rồi, còn mét mấy đâu quan trọng em. Lần này thích yêu mới là chọn nha. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ừ, cũng yêu động vật. Yêu động vật là yêu con người đúng không? Dạ, con gì cũng yêu hết. Em có ghét gì, tính gì của người đàn ông không? Gia trưởng quá. Em thích gia chủ nhưng mà gia trưởng quá thì không được. Không được. Nãy giờ em cảm nhận chàng trai bên đây là người thế nào? Chắc cũng thiệt tình. Nếu mà anh cao 1m51, anh yêu thương em thật lòng thì sao? Em sợ anh ngại thôi. Anh ngại, anh 51 biên anh yêu thương em được rồi, được không? Dạ, anh mua giày cao gót em. Rồi, nè, anh thông báo cho em biết. Dạ. Đàn gái rất là dễ thương. Dạ. Ha. Được rồi đó. Rồi, khi nào thì em tiến tới hôn nhân? Muốn chừng nào là phù hợp? Dạ, do mẹ em cũng hối thúc từ lâu rồi á. Lâu rồi? Đúng rồi. Làm dâu được không em? Do điều kiện của em là em chỉ còn có mẹ thôi à. Cho nên là em làm dâu thì ai lo cho mẹ em. Vậy chứ ý em muốn làm sao? Tới được với nhau thì cũng phải nhờ anh ấy sắp xếp giùm em. Lấy em rồi mẹ lên theo ở nhà ảnh luôn, nhưng mà có mẹ đi theo phải không? Dạ. Rồi bây giờ bạn gái nói là ví dụ giờ là lấy nhau đó thì muốn cho mẹ lên ở chung luôn được không? Dạ vấn đề đó thì không sao đâu chị. Em cùng nhau để gánh vác và lo lắng để cho cha mẹ cổ có thể được trăm tuổi già là điều mà tâm nguyện và quý giá nhất của em cũng như cha mẹ cổ và cha mẹ em. Nhưng mà em định lập nghiệp ở đâu? Em làm ngược trên này. Rồi bạn gái làm công việc trong bệnh viện là nhiều khi cũng có đi trực đêm đó. Rồi em ở nhà em phụ chăm coi nhà cửa được không? Dạ chuyện đó chị khỏi lo. Dễ thương quá. Nói chung là trông được kể cả người già trẻ em là em lo. Tôi ưng rồi đó. Dạ. Đẹp trai, năng động, khỏe mạnh. Tôi chịu. Em trai hôm nay đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ hả? Dạ. Chào cô. Dạ chào cô. Dạ, cũng xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường với chào chung trong trường quay. Thấy gương mặt thì thấy cũng hiền hậu, thấy cũng dễ thương. Nếu có duyên nợ thì tìm hiểu đi chứ con đừng có lo. Cái thằng này thì nó lo dữ lắm con ơi. Nó cũng giống cha nó vậy đó. Thương vợ lo hết trơn, mặn bao hết trơn là nó là nó giống đó. Mà thằng này là coi như nó không hút thuốc mà cà phê cũng không uống. Mà đều có rượu thì có uống. Dạ, cảm ơn cô nha. Coi như là dòm thấy cái gương mặt thì cũng nhận thức được là cháu này cũng có đạo đức. Mà lựa dâu thì cũng lựa gì. Trước nhất thì có cái đạo đức, sau thì lo cho chồng con đồ vậy là mình mãn nguyện rồi chứ đâu có lo gì nữa đâu. Bây giờ em gái em đi với ai em gái? Dạ em đi với bạn thân của em, với bạn bè đồng nghiệp ở trong cơ quan. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người ở trường quay. Về ngoại hình thì rất là được, đẹp trai, tính tình hòa đồng vui vẻ. Vấn đề uống rượu thì chắc là không sao đâu, tại do công trình thôi Hân ơi. Còn Hân thì em thấy là bạn nấu ăn ngon lắm, hát cũng rất là hay nữa. Hai người này mà song ca với nhau là chắc hay lắm. Em nghĩ hai bạn rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ kéo rèm ha. Bây giờ mở rào ra, hai bên gặp mặt nha. Chào em. Em có hòa tặng em. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi, ba mấy năm mới gặp được em. Cuộc sống của anh tự lập từ nhỏ, từ gia đình, xa cha mẹ, tự lo. Thì cái chuyện vấn đề đó thì em khỏi phải suy nghĩ. Trong ngày xưa đi học á, thì có những cụm từ như là tại bị thì là hay gì đó. Thì vấn đề đó thì riêng anh sẽ không tặng cho em. Sau này đừng áp dụng cho cuộc sống. Thí dụ như là hai đứa yêu nhau hay là kết hôn với nhau thì đừng có đem ra ngày xưa như vậy tại bị thì là. Sau lưng một người đàn ông thành công thì có một người bóng dáng của người phụ nữ là đúng rồi. Nhưng mà sau lưng một người đàn ông thất bại thì chưa chắc có bóng dáng người phụ nữ ra. Đôi khi cũng có. Nhưng mà anh á, thì anh lại muốn là có một người phụ nữ sẽ sau lưng để ủng hộ anh, để anh có thể dựng bước trên con đường sự nghiệp của anh như là anh lập nghiệp trên Sài Gòn này. Đối với em thì em có thể làm điều đó hay không? Em thì rất là thích chăm sóc người khác. Nếu mà em đã chăm sóc thì em sẽ thuộc kiểu người hơi bó buộc á. Thì em không biết là anh có chịu đựng được cái sự bó buộc của em không? Kiểu như là em chăm sóc anh thì anh phải nghe lời em kiểu vậy á.
Nghe lời tùy trường hợp nghe lời, chứ cái gì em kêu anh nghe lời hết sao được. Giống như là anh bệnh thì em kêu uống thuốc thì anh phải uống thuốc. Được, cái đó uống thuốc được. Nhưng mà anh sợ nhất là chích. Em thấy anh nói hơi nhiều. Anh xem chương trình lần có anh kia anh nói là anh tới 10.000 từ chứ anh có tới 10.000 mà anh nhân hệ số 3 đó. Bây giờ anh công trình suốt mà. Thì cái những người công trình đó thì anh nói chung là anh tháo giác là được rồi. Cô gái người ta nhẹ nhàng để cô gái người ta trình bày trước đi, hiểu không? Rồi em có những nguyên tắc yêu đương gì đó em nói ra hết cho anh, anh có chấp nhận được không? Cái người đó thì chung thủy, không có lăng nhăng. Đặc biệt em rất là ghét người hay nói dối. Anh cũng vậy đó, anh cũng ghét ai mà giả dối. Anh thích con đông, em thích đông không? Anh thích một đội bóng luôn á, được không? Như vậy thì đông quá anh. Anh làm huấn luyện viên, em làm trọng tài. Em thích thì hai đứa mà em không thích quá vậy thì em thấy gia đình anh đông lắm, vui lắm. Hồi xưa đông còn lo nổi, giờ đông lo không có nổi đâu cưng. Anh yên tâm, với khả năng em là em không làm thôi, em làm được hết. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau rồi nói cho đối phương biết cái cảm nhận của mình hiện tại ngay lúc này là như thế nào. Em nói trước đi, anh nhường em. Dạ, thì em thấy anh là một người cũng chững chạc, chân thành, cũng có nhiều cái giống em. Được thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em thích cuộc sống gia đình là mỗi người nhường nhịn một ít. Tính em cũng hay nóng. Tính mình cũng nóng rồi đó nha. Vậy rồi sao? Anh á thì chỉ nóng ví dụ như là những lúc trong công trình nó gặp khó khăn hay là gì đó, rồi khi anh đi nhậu về á thì anh có say xỉn á, thì lúc đó xỉn á là anh có gụ vô em đừng nói, em chỉ nín thinh đi. Anh mà có gụ vô á nghe mà nói mà anh mà nghịch tai là anh nóng lên là coi như là cháy á. Anh làm gì? Anh nói cháy thôi, anh có làm gì đâu trời. Em không thích, em có xu hướng bạo lực luôn nha. Anh đâu có bạo lực đâu, anh nói cháy thôi chứ anh đâu có nói đánh em hay là gì đâu bạo lực. Nhưng mà anh hết gụ rồi thì em cứ chửi mà xối nước hay làm gì cũng được nha. Con người phụ nữ khôn là ở chỗ là nhìn người ta nóng lên mình đừng có chọc nóng người ta được đâu. Phụ nữ chứ anh phải tự kiềm chế anh chứ sao anh đổ thừa đổ bia được. Anh kiềm chế anh lúc mà anh mới nói không có tại thì bị lạ. Anh kiềm chế là kiềm chế lúc anh không có rượu. Rượu hay không rượu là do anh tự chủ chứ. Anh có thể uống ít mà. Anh đâu, anh đúng muốn rồi đó em. Em không nên cãi phụ nữ nhiều quá. Mình phải chủ động khi mình uống rượu. Chứ không phải uống rượu xong muốn la cái gì, muốn chửi cái gì, muốn làm gì làm, người ta ngồi người ta im được. Không, một hai lần đầu còn được. Nhưng mà nhiều quá thì không ai chịu đựng nổi đâu. Em nói ở đây là thí dụ như em xin rượu về thì thôi đừng có cầm vào, đừng có nói này nọ thôi. Chứ không phải là nói em tự nhiên có rượu gì em đem tay em chửi, em quánh em khác gì em vô cớ. Đúng rồi nha. Dạ. Nhưng mà phụ nữ thì ai cũng như ai cũng cầm ràm hết. Anh nói vậy sao? Thì anh biết trước cái tính anh như vậy thì anh dặn em trước, thì biết thấy anh về thôi đi kệ, làm gì làm, đi ngủ đi cho rồi thì đâu có chuyện gì xảy ra, đúng không? Em xỉn lên càm ràm ta, người ta không nói. Đâu có, em xỉn, em xỉn là em đi ngủ hả? Bao lâu xỉn lần? Em thì hình như là xỉn suốt. Vậy nghĩ đi cơ khỏe, nghĩ em không thích nhậu nhẹt vậy đâu. Thì nói chung là công việc của anh, đặc thù công việc anh xây dựng thì nó là phải nhậu thôi em. Tại vì trong cuộc sống thì đôi khi là phải có sự nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau. Và điều quan trọng là đừng có cái tôi mình cao quá. Thôi nghĩ bàn vấn đề này đi cưng. Tự mỗi đứa suy nghĩ nha. Yeah. Bây giờ để thay đổi bầu không khí trước khi bấm nút, em hãy hát tặng mọi người một bài hát cho nó dịu bớt xuống tình hình giống như đang say rượu vậy đó. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có may khi sao không yêu nhau, bây giờ yêu luôn đi. Tin không em đang thật lòng, anh nghe không anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi, chỉ một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Rất là dễ thương. Mỗi người tự kiểm tra lại con tim của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Không ai bấm hết. Anh xin lỗi em. Dạ. Cũng rất vui biết gặp được em. Dạ. Chắc có lẽ là mình không có duyên mà không nợ thôi. Chúc em sau này sẽ có tìm được một cái tình yêu và một cái cuộc sống có thể là hoàn hảo hơn. Được. Em cũng chúc anh tìm được người yêu.